Ok, hello các bạn, xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là Duy Minh nha các bạn ơi. Thì hôm nay là ba con cháu mình với thằng Caramel nữa mà nó quay được. Sẽ đi vô trong đồng là một ngày mình sinh tồn mò ốc, mò dẹp các kiểu luôn nha các bạn. Rồi nướng các kiểu luôn cho mình ăn nha các bạn. Chào các bạn đi hai đứa. Đâu, tôi đã dính bắt đầu. Ok các bạn, thì mình chuẩn bị mình đây các bạn. Cái đường nước nè các bạn. Đây nè. Hay hổm là mấy con cháu mình quay sinh tồn là gẹm ốc đồ dữ dằn ở đây luôn các bạn. Mình sẽ quay sinh tồn ở đây, mình sẽ mò gẹm nha các bạn. Mò gẹm rồi mình nướng ăn luôn các bạn. Hổm mò đây gẹm ngon lắm các bạn. Gẹm ở đây là gẹm thiên nhiên nha các bạn. Ở dưới sông dưới kinh nè. Ngọt dữ lắm. Các bạn mà muốn thử thì đặt cọc mình đi, mình giao với ship luôn cho dữ dằn luôn. Rồi bắt đầu chuẩn bị nha. Rồi lên vô đi, đi 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 nha đi thôi. Rồi giờ mình xuống thôi các bạn ơi. Nhiều cọc đây, nhiều gẹm đó các bạn ơi. Trời ơi, bò lục ngắm mà bộ ơi. Lục ngắm có một con rồi. Sao không đó? Ồ, quá dữ. Con này là mình được xị nghe các bạn, con là xị á. Đây một con nữa nha các bạn. Ồ, con này trúng bánh rồi. Vô rồi. Nước này cạn quá. Ui anh nghe chưa? Đây nè. Nè trúng bánh rồi, vô trúng bánh thiệt rồi. Vô. Thọt xuống là lượm, thọt xuống là lượm nè. Nãy giờ quay coi. Đó. Chưa không các bạn? Con này con dẹm chúa đó. Trời ơi, trời ơi, dẹm gì đất không dẹm chúa. Đây, một con rất là to, thơm ơi. Ngon lành nè nha. Cá giọt rồi, cá gô, cá gô. Chạy rồi các bạn, cá gô bự lắm. Con chạy rồi. Bữa nay là cái kiểu như là công lực nó yếu quá, bắt nó chết quá rồi. Không còn như xưa nữa. Ba con luôn. Nè, con dẹm nó biết đái luôn nè. Đái xài xài không? Dẹm mà là đái luôn. Nước đó, mưa. Thằng ơi, đây nè. Lặn ba con luôn rồi các bạn. Vô rồi, vô rồi. Bữa nay sinh tồn quá ngon rồi. Hay là mình nhìn nha. Thì cỡ 3-4 tấn rồi. Con này con dạng gì mà nó tròn ẩm hả? Nè. Con của cậu á. Trời, con cậu đâu, nhỏ như mày. Cậu phải bự đó. Á đồ. Ôi, ngay chùm luôn các bạn ơi. Ba con luôn. Quá dữ chúng bánh rồi. Quá dữ luôn. Bắt ai không nổi. Dạm đắt. Dạm nó chết quá nhiều rồi ơi. Ồ, dạm vỏ nè các bạn ơi, hôm nay nó chết. Chết quá nhiều rồi, bữa kia là đi tới đâu là đụng tới đó luôn mọi người. Con này chà bá luôn nè, trời ơi. Ủa siêu to. Ôi, chúng con khổng lồ luôn các bạn. Con này đâu cỡ dạng tấn dữ á. Đi mò cá sấu. Dĩnh với thằng Chí nó phái ăn cá sấu luôn các bạn. Nó đi văn lưới nó cũng đòi bắt cá sấu. Mà nó đi mò dẹm nó cũng đòi bắt cá sấu nữa. Ôi, ừ, con này nè, hai cái đít nó nè. Đây nè. Ít xịu cái đít. Xì nước đái luôn nè đi. Con bằng ghi luôn nè, xì nước là 2 ông phú nè. Con quá bự các bạn ơi. Quá. Làm 4 con luôn. Yeah. Quá. Dữ rồi. Chưa vô vô. Quá ngon. Đây ha. Ở đây 4 con á nè. Đây nữa nè. Diện lại. Không bỏ xuống lớn nữa. Con ốc vỏ. Dạ. 4 con luôn, bự luôn. Trời ơi chứ. Mà lấy về bắt cũng cỡ được 2 con luôn. Ồ, vô chỗ này dữ rồi nè. Dữ. Chùm luôn nè. Nó nổi luôn vậy nè. Làm như cái ổ đó sao? Con vậy? Đây. Wow. Rồi chạy. Ủa, quá im quá đỉnh luôn rồi. Cơ thịt cơ. Thánh à. Thằng ơi. Nè chi? Kinh tế kinh tế. Luôn. Gà đây ơi, gà đây dẹp bự không à? Nè, không phải không? Ừ. Bự không luôn các bạn ơi. Anh bò vì anh em cầm nặng quá. Đâu có coi, dễ không coi. Bự không à? Mày cái trong này dẹp bự thiệt mà. Vô cái gặp chuột luôn. Ủa trong đây dẹm bự không á bạn ơi. Thằng ghê hay hả chứ. Sắp đầy thú mà. Cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đây cá lóc các bạn ơi. Đây nè. Đúng. Được không, cá lóc cỡ nghe các bạn. Đây trời. Đâu trời, đâu xui dữ hả. Hả? Đâu. Đây, trời nhìn Vĩnh kìa. Ồ, Vĩnh hay với Vĩnh ơi. Vĩnh nó mò ba cái con gì mà ú nu các bạn. Nó phải ăn con dẹm ú. Dẹm bích bự. Hay là bắt đầy thùng cái mình lên thì cậu ơi. Chứ nhiều quá ăn. Chung là nãy giờ là cũng lâu lắm rồi các bạn ơi. Bắt cả tấn á rồi đem về luôn. Rồi ngay này là trúng ổ luôn rồi. Các bạn nào mà có biết cái điểm nào mà có ốc đồ nhiều á, chỉ mình nghe các bạn. Cho cậu cháu mình sẽ đi qua đó mình mò luôn.
Rồi cậu cháu vô cách ly xong á, cái vô cách ly luôn. Ở đây làm như là kiểu như là ý như là ghẹm nuôi vậy. Mình xuống địa bàn của nó rồi đó. Ngay chỗ khu vực của nó. Kiểu như là sông núi nước Nam vô Nam ở sao. Bắt đầu. 2 hours later. Thôi đi lên đi. Thôi đi lên đi. Mới là thôi cũng nhiều rồi các bạn ơi, cho nên là mấy anh em nó rồi lên thì nướng cho các bạn luôn nè. Xíu à. Ít à nghe. Nè. Ok, thì thành quả của cậu cháu mình suốt mấy tiếng đồng hồ mò được bao nhiêu các bạn. Giờ cậu cháu mình chuẩn bị vô trong đó rồi mình rửa ghẹm đợi xong cái mình nướng các kiểu luôn các bạn. Ăn luôn cho các bạn xem. Đó, giờ mình chỉ việc là mình đốt lửa lên mình nướng thôi các bạn. Lửa lên đi tình yêu cao nguyên. Yeah. Đó, cậu Bảy đang cái gì vậy? Đang đun lửa nha mọi người. Đây còn anh Vĩnh đang ở đây à. Tâm ớt. Tới cái càng nhựa lượm được tâm ớt nha mọi người. Wow, cái này mua đó, chắc mua đó. Lượm đâu ra. Nãy có mấy này mình có lại kia xin được muối rồi không người quên đem theo mọi người đây phải quên sớm nên đi gấp quá quên đem hết chân tàn đầu xin không à cái chén cũng xin nữa nè ớt xin nữa đường muối gì cũng xin hết chân mọi người cái chén mượn con gà hồi trả luôn là cái mọi người cũng xin hết trơn đây nè chanh này cũng xin luôn mà ở đây dân ta tốt lắm các bạn cho là nguyên đống vậy nói không ở kia kìa mọi người với ở đằng đây là có một kia xin nói một trái thì không có nói cho xin chanh nó trái không có đó là cho là nắm. Rồi các bạn. Ok các bạn ơi, nè các bạn ơi. Nè. Quá tài luôn. Bữa nay là mấy cô cháu mình tê mỏ luôn các bạn ơi. Quá nè. Rất ơn các bạn mà comment là kêu mình mò dẹm mà trúng ý tưởng của mình luôn các bạn. Quá tài luôn à. Đang thèm luôn. Là như, đang thèm luôn nhìn mấy anh em đó như vui chân chảy nước miếng kìa. Ô quá lạ luôn. Con nào con lấy là kêu là gẹm xương luôn á các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình lấy mấy cây này mình để ngang lại mình bẻ cùng tư nè. Mình để ngang lại chút mình để mấy gẹm lên nó không có bị ấy. Ok các bạn ơi. Đây. Đó. Tươi tái ngày mai luôn. Mình nướng này kiểu như dân giả nha các bạn. Cảm thấy mà hay thì nhớ bấm like nha. Bấm vô nút đăng ký đừng nhận những thông báo mới. Yeah. Những video hay nha các bạn. Nó hả họng là nó chín mà. Không quá. Giờ là một đống đây luôn đang gần chín nha các bạn. Còn đây mình chín hết mình mới luôn nè. Giờ mấy con cháu mình ăn đi coi, giờ thèm quá thèm các bạn ơi. Thèm quá mình ăn trước cái mới coi thử cái. Nó tớ luôn rồi, mặn yêu. Sâu sâu vô nha. Con dẹp nó bự. Ừ, ngọt một cái luôn nó tới luôn trời. Nè, bỏ cháy bị cháy luôn Vĩnh ơi. Cái này nó đỉnh nè. Nè. Thiệt tình luôn má ơi má. Nè, tắm từ tới nè, sâu sâu vô nha. À mời các bạn nha. Tạo đi nè. Ê, ông nội ơi, ông nội. Đem kêu lết vô, đem sử dụng coi. Nó ngọt mà, kiểu như nó ngọt dữ dằn luôn, nhức đánh luôn á. Lúc khô nước luôn nè, đổ hấp khô nước luôn rồi. Ngọt lắm đi. Ờ, nợ thiệt tình luôn á, ông nội ơi. Mà ơi, nè, nhìn nước nè. Ôi trời. Cái thịt nó dai á. Trời ơi, cầm quay chảy nước miếng à. Con thằng chảy nước miếng nha các bạn ơi. Chảy nước miếng á. Ôi, vô cái rồi. Vô cái vô. Vô. Vô thành quả nè. Đúng là làm cực ăn gì cũng ngon chứ mà. Ừ. Mời cái bò là đổi cái này là không đổi luôn á. Nó thiệt luôn á. Ừ. Ừ. Rồi mà giãn cách xã hội các bạn mà kiểu nó vô đồng mà ăn cái này thôi đừng nói còn hơn là ăn thịt bò nữa. Thật sự luôn các bạn bữa nào không tin thử mấy bạn vô đồng mấy bạn mò mấy bạn nướng tại chỗ ăn rồi. Cảm giác nó ăn ngon rất là tuyệt vời luôn. Ê, 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 ngon như này. Đây mọi người nha. Ừ. Vô quá ơi, tới cục kẹo luôn nọ. Tới dẹp về này. Mời các bạn nha. Ui, trời. Đó.
Ok các bạn ơi, giờ nó chín à. Đúng rồi, anh em tốt lắm mọi người. Cậu gì cũng tốt ăn hết trơn, còn chữ con một mọi người. Đây nè, tàu thấy không, ở đây đó. Rồi nè, nguyên sâu nè, còn đây nữa nè. Lỡ mà ăn là há hỏng hết rồi. Ồ, ngô kìa, như là lát thịt bò ta. Trời ơi, Bin. Đây. Phải húp trên cái miệng nó luôn mới đã. Đây mà mọi người nha. Sao sao sao. Nó ngọt ngọt sao mọi người. Như chén mưa nó chua chua mặn mặn đã lắm. Nói kìa. Sao vậy? Đã quá cậu ơi, cái vỏ mà ăn được con nhai luôn á. Cái Bin nữa, hai bà con nó kìa mấy anh. Đây nè, đây nè. Chung mình đốt mình tại lửa gì luôn, mình lấy ra mình ăn luôn là rất là ngon luôn nghe các bạn. Nè, lấy ra mình ngon luôn. Ok, nãy giờ hai cậu cháu mình, ba cậu cháu mình nãy giờ ăn gần sạch tiệm luôn đó các bạn. Giờ còn có mấy con cuối là xin mời các bạn nha. Ui nè, nhức nách luôn. Ui da má, má ơi, má ơi. Cái miếng thịt mà nó hồng hồng, nó trắng phiếu à. Cảm nhận sao cậu? Nó béo mà nó ngọt, sao nó ngọt kiểu tự nhiên mà ngọt kiểu là không đường luôn á. Này là con cuối luôn bà. Quá đã. Ok các bạn, thì sớm giờ là mấy con cháu mình đã ăn uống no nê luôn các bạn ơi. Cảm giác nó rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thử thách là sinh tồn ngoài đồng này rất là hay luôn các bạn. Nếu mà các bạn hãy thử một lần đi biết liền gì. Rất là ngon luôn. Uống cả bụng bự luôn các bạn, chiều qua khỏi cơm luôn á. Ba cậu cháu mình, nếu bạn mà thấy cái video này mà hay á, nhớ bấm like và subscribe. Đừng quên là comment những cái ý tưởng mà hay, mà bá đạo nhất, hay cho anh thật là sinh tồn gì mà hay nhất ngoài đồng á, thì hãy comment bên dưới, đừng cho cậu cháu mình xem và sẽ làm thực hiện làm theo ý kiến của các bạn nha các bạn. Giờ tạm biệt các bạn nha. Bye bye, bye bye Linh Dịch. Bye bye.